Đây là bài viết Cà phê một mình, những bài học trường đời, phần 9 của tác giả Dương A Quy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Đôi lời tâm sự. Khi thực hiện series này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Nên viết những gì, nên bắt đầu từ đâu, diễn biến ra sao, rồi kết thúc như thế nào, mỗi phần có ý nghĩa gì. Khi viết về công việc, học hành, sự nghiệp thì rất dễ dàng, nhưng mà như thế không diễn tả hết những gì mình thực sự muốn nói. Có nhiều sai lầm đã không được nhắc đến hoặc là nói giảm, nói tắt đi rất nhiều qua các phần trước. Đúng là việc học hỏi từ sai lầm đôi khi có giá trị hơn nhiều so với việc học được từ những bước đi đúng. Chắc hẳn nhiều bạn khi đọc series bài viết này cũng tự hỏi, sao mọi chuyện lại dễ dàng vậy? Sao không thấy ông này đi sai? Sao không thấy ông này có những điều gì xấu xa? Vân vân. Mình thì hiểu điều này. Mình hay tự vấn nên viết hay không, viết thế nào, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Không ai muốn bới móc những chuyện xấu trong quá khứ, cũng không ai muốn vạch áo cho người xem lưng, đặc biệt là bày ra trước toàn những người lạ mặt. Các bạn cũng dễ dàng tìm được con người thật của mình nếu muốn. Vậy nên, mình đành chấp nhận sẽ viết nhưng mà viết một cách hạn chế. Tuy điều đó làm trải nghiệm đọc suy ngẫm bị ảnh hưởng, nhưng mình đã cân nhắc nhiều yếu tố để đưa ra quyết định này. Từ phần này trở đi, mình sẽ nói nhiều hơn về những điều đó, những thứ mà thường người ta sẽ giấu kín, chôn chặt trong lòng, không bao giờ chia sẻ cho ai khác. Bài học thứ 11. Mối tình đầu của tôi. Các bạn có thể vừa nghe bài Phố cũ còn anh, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa đọc bài viết này. Bài viết lấy bối cảnh thời gian từ trước khi tôi học xong cao đẳng và đi theo một hướng khác, đó là tình yêu. Chuyện yêu đương của tôi thì còn dài dòng và thăng trầm hơn cả chuyện công việc và sự nghiệp cơ. Vậy nên hãy cùng tìm hiểu tại thời điểm bắt đầu nhé. Nhắn vợ, nếu vợ có đọc được thì cũng đừng có mà ghen đấy nhé. Vì dù sao vợ cũng biết rồi và nhờ trải qua những điều này mà mới có chồng của ngày hôm nay. Tôi và em quen nhau trong một quán net. Từ cái thời mà Yahoo mới có ở Việt Nam, lúc ấy thì tôi đang học cấp 3. Khi mới biết nhau lần đầu tiên, chúng tôi chưa hề để ý đến nhau. Có lẽ vì quá là nhỏ hoặc là chưa thực sự cần người yêu nên là chúng tôi chỉ trò chuyện vài lần rồi thôi. Trong quãng thời gian ấy thì cũng có vài chuyện xảy ra. Lời tỏ tình đầu tiên. Thời gian ấy tôi đang để ý tới một cô gái khác, đó là cô lớp trưởng. Cô nàng học giỏi, trắng trẻo và có nụ cười rất duyên dáng. Cô nàng này thì đúng kiểu cô gái B52 khi mà chiều cao khá khiêm tốn. Tôi bị nụ cười và tài năng của cô nàng hút hồn nên là cũng chẳng quan tâm lắm tới vấn đề chiều cao. Thế nhưng cô nàng lại đặc biệt quan tâm. Cô lớp trưởng thích một anh chàng cao gần nhất lớp, cỡ 1m8. Tôi chẳng hiểu sao chiều cao chênh lệch như vậy mà lại thích nhau được nhỉ. Càng ngày tôi càng thấy cô lớp trưởng thể hiện rõ ý thích anh chàng kia. Tôi cảm thấy không ổn, cảm giác cứ như là bị cướp mất người yêu vậy. Tôi thích thầm cô lớp trưởng nhưng mà chưa hề nói ra, mà tôi thể hiện qua hành động, thái độ với cô ấy, chẳng nhẽ cô nàng lại không biết. Tôi vừa cảm thấy nói ra sẽ bị từ chối, nhưng mà trong lòng thì vẫn có một chút hy vọng. Tôi không chịu được cái cảm giác nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn mà không được nói ra. Thế nên là tôi quyết định sẽ bày tỏ cho cô ấy biết. Cô nàng cũng không vòng vo nhiều mà thẳng thắn ngay. Chúng ta chỉ là bạn. Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt tôi, ngay lần đầu tiên tỏ tình với con gái. Người ta bảo là thất bại là mẹ thành công. Thế nhưng mà có vẻ tôi gặp mẹ của bạn thành công hơi sớm. Bị từ chối thì tôi buồn lắm. Buồn mất cả năm lớp 12 ấy chứ. Vậy nên là suốt cả những năm học cấp 3 tôi chẳng có người yêu, tôi chỉ loanh quanh với trò chơi điện tử, với chat chít với những cô nàng ảo trên Yahoo mà chưa bao giờ gặp mặt và cũng chẳng biết là họ là nam hay nữ ngoài đời thật nữa. Bởi vì không có người yêu cho nên là tôi còn thử giả gái trên mạng để tán chơi với thằng con trai khác. Tôi copy mấy tấm hình của một cô nàng xinh xinh trên mạng, hồi ấy thì dùng photo bucket thì phải, chứ chưa có Google. Thế rồi tôi tạo một cái nickname giả và bắt đầu hành trình tán giai của mình. Quả thực là khi giả làm con gái tôi mới thấy tán giai thì dễ, chọn một anh làm người yêu thì khó đấy. Bởi vô cùng dễ dàng để có một người chủ động bắt chuyện, vô cùng dễ dàng để làm họ bị thu hút. Với cách nói chuyện chân thành, biết rõ con trai thích gì, cộng thêm mấy tấm hình làm át chủ bài thì anh nào cũng bị tôi quay như thế. Có một lần có người hỏi, cho anh xem webcam đi. Quả thực đòn này rất khó nếu muốn chứng minh đối phương thật sự là trai hay gái, nhưng mà cũng không làm khó được tôi. Tôi lựa một cái máy tính cạnh một cô nàng xinh xinh đang ngồi, sau đó khéo léo mở webcam để quay trộm hình của cô ấy. Trúng đòn này thì đối phương gục hẳn luôn, họ tin sái cổ và còn đòi gặp mặt làm người yêu nữa chứ. Thế nhưng mà tôi từ chối. Tất nhiên rồi, tôi chỉ là muốn biết cái cảm giác tán tỉnh và từ chối nó như thế nào mà thôi.
Khi mà giả làm con gái, tôi biết được rất nhiều cách nói chuyện, tán tỉnh của những người con trai khác. Phải nói là nó đa dạng và có nhiều cung bậc lắm, dù tôi không phải là con gái mà cũng có lúc mủi lòng. Một thời gian sau thì tôi chán trò này, bởi chẳng để làm gì, biết thế là đủ. Tôi giả vờ đi du học để tạm biệt tất cả các anh người yêu ảo của mình. Muốn học cách tán gái, cách nhanh nhất là thử làm con gái. Nụ hôn đầu. Những gì diễn ra dưới đây đã được viết trong bài Vì sao thế? À ra thế. Mình sẽ copy lại và viết dưới đúng một góc nhìn thứ nhất, góc nhìn của chủ thể câu chuyện và có viết thêm một chút. Khi ấy tôi đang học lớp 13, tại vì tôi thi trượt đại học lần thứ nhất và quyết định ở nhà học lại một năm. Lần đầu tiên tôi được một cô gái ngỏ lời thích. Cô ấy bảo rằng thích tôi qua tấm hình chụp kỷ niệm năm lớp 12 của mình, rằng trông tôi rất ngầu. Trời ạ, tôi giật mình và mở tấm ảnh ra xem. Ừ, đúng là ngầu thật. Trong tấm ảnh đó tôi chỉ hiện ra mỗi cái đầu, bộ tóc thì cũng khác khác so với bình thường. Vẻ mặt ấy không phải tôi thường ngày. Bảo sao cô ấy lại thích được. Tôi cũng muốn có người yêu lắm chứ, nhưng mà thất bại từ lần trước cũng vẫn chưa quên được. Một lần vấp ngã, vạn lần đau, từ ấy thì tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện gái gú nữa. Ấy vậy mà... Rồi lần đầu tiên tôi biết thế nào là nắm tay con gái. Hôm đó là một ngày hơi se lạnh, hai đứa đứng ngắm cảnh trong công viên cũng vắng vẻ. Phía trước là hồ nước mênh mông, bên cạnh là người con gái thích tôi. Chả nhớ là tôi đã nói gì, chỉ nhớ là mình khẽ đưa tay chạm tay cô ấy, bàn tay ấy khẽ siết chặt lại. So với cái se lạnh của mùa đông tháng 12 thì bàn tay ấy thật là ấm áp. Tôi định tiến xa hơn một chút, vòng qua ôm cô ấy, thế là cô ấy lại giật mình và đẩy tôi ra. Gì kỳ vậy? Tôi ngỡ ngàng. Cô nàng có vẻ giận dỗi, mặt tôi ngơ ngác như là vừa làm gì sai. Tôi luống cuống vụng về xin lỗi cô ấy và không dám làm vậy nữa. Mắt tôi cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy. Hey, thật là dại dột. Giờ nghĩ lại thì thấy mình dại thật, mà dại vì không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Mấy hôm sau là Tết Dương Lịch, cô ấy được nghỉ học, rủ tôi sang nhà bạn ăn tất niên. Cả bọn bốn đứa gồm tôi, cô ấy, bạn cô ấy và anh người yêu của bạn cô ấy lui húi chuẩn bị đồ nấu lẩu. Hôm ấy cũng vui, vui vì cô ấy không còn giận tôi chuyện hôm trước, lại thấy cô ấy cười đùa vui vẻ nữa chứ. Ăn xong thì cả bọn kéo nhau lên phòng ngủ. Trời ạ, bốn đứa ngủ chung trên một mặt sàn mới chết. Hai đôi, mỗi đôi chùm trong một cái chăn, nghĩ mà tức cười. Hôm trước thì vừa mới nói không cho ôm, giờ lại kéo người ta vào ngủ chung, thế là thế quái nào. Có lẽ lần đầu tiên tôi có thể đi xa như vậy với một cô gái. Sự tiếp xúc quá gần, khoảng cách chỉ vài cm, nhưng mà tôi chẳng dám chạm vào người cô ấy. Tôi sợ là cô ấy lại giận như hôm trước. Mặc kệ cho tôi đang cứng người ở phía sau, thì cô ấy vẫn nằm quay lưng lại với tôi. Phải làm gì bây giờ? Tôi hoang mang. Trên phim người ta làm khác lắm, kiểu như là kéo lại mà ôm chặt rồi hôn nhau thắm thiết ấy. Nhưng mà tôi không dám. Vừa có người lạ, vừa mới bị giận hôm trước mà. Đang lưỡng lự thì chợt có thứ gì đó chạm vào môi tôi. Thứ đó nó mềm mềm, kèm chút nóng ấm và ướt át, lại thoang thoảng mùi thơm của son môi. Vâng, nụ hôn đầu của tôi đã bị lấy đi như thế đấy. Không để bị cướp đi quá dễ dàng như vậy được. Tôi quàng tay ôm lấy kẻ cướp hôn, ghì sát môi mình vào đôi môi ấy hơn. Chẳng ai dạy tôi hôn con gái thế nào cả, chỉ biết cứ dí chặt môi vào. Nhớ trên phim người ta còn đưa lưỡi vào miệng nhau. Tôi đánh bạo làm thử, ai dè kẻ cướp sẵn sàng cướp cả lưỡi của mình luôn. Chết thật. Cứ thế tới mấy phút rồi kẻ cướp vùng dậy, thở hổn hển. Đáng đời, ai bảo nín thở. Tết năm ấy cô ấy rủ tôi đi xem pháo hoa ở Hồ Gươm. Rủi gái là xe tôi hỏng mà lại không mượn được xe. Thế là tôi cước bộ gần 7 cây sang nhà cô ấy. Đến nơi thì mỏi hết cả chân. Nhưng mà rủi hơn cho tôi là cô ấy lại không có nhà, và tôi không có điện thoại để liên lạc. Ngu quá, sao mà lại không báo trước cho cô ấy cơ chứ? Định làm cô ấy bất ngờ mà giờ tôi mới là người bị bất ngờ. Làm sao bây giờ? Tôi bơ vơ lững thững đi bộ lên hồ vì trong túi không có nhiều tiền, không đủ để bắt xe, mà giờ ấy thì làm gì còn xe ôm hay là taxi đâu, sắp giao thừa rồi. Từ Minh Khai lên bờ hồ cũng chẳng gần lắm, hơn nữa lại vừa đi bộ một đoạn dài rồi. Tâm trạng tệ, chân đi mỏi như vẫn phải cố đi. Xung quanh mọi người vui vẻ nói cười, háo hức lên hồ để xem pháo hoa. Nhìn họ mà lòng tôi nặng trịch. Đích đến duy nhất của tôi lúc này là nhà bạn của cô ấy, cũng ở gần hồ. May ra đến đó nhờ bạn cô ấy liên lạc giúp. Tôi tự nhủ với lòng như vậy, với một hy vọng mong manh. Tới nơi thì chân tôi gần như tê dại, thậm chí còn chảy cả máu vì móng chân cọ vào mũi giày. Từ xa tôi thấy cô ấy đang đứng đó, cũng bối rối như tôi vậy.
Tôi tiến tới, cô ấy giật mình và chạy vội tới ôm chầm lấy tôi. Cái ôm thật chặt và trên má cô ấy là những giọt nước mắt lăn dài. Cô bé khóc nức nở, tay đấm vào lưng tôi giận dỗi. Tôi chỉ biết cười trừ và ôm lại cô ấy. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người tôi. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đón giao thừa. Sợ tôi mỏi chân nên xem pháo hoa xong, cô ấy bắt taxi để đưa tôi về. Hai đứa ngồi trên ghế sau, xe cứ nắm tay nhau mãi chẳng rời. Đến khi gần về tới nhà tôi, xe đưa tôi về trước, thì cô ấy hôn tôi. Thật là ngại, bác tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu kia kìa. Nhưng mà tôi không ngăn cô ấy lại. Tôi đê mê với nụ hôn lần thứ hai của cô ấy. Tôi thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu, là mối tình đầu, là cảm xúc thân mật với một người con gái. Rồi tới 14 tháng 2, kỷ niệm yêu nhau được hơn 3 tháng của chúng tôi tặng cô ấy một bó hoa thật to. Cô ấy cũng tặng tôi một hộp sô-cô-la lớn. Cô ấy gọi tôi là kẻ trộm, là hình tượng nhân vật Kid 1412 trong truyện Conan ấy. Cô ấy nói tôi đã đánh cắp trái tim của cô ấy. Thật ra thì cô ấy mới là kẻ trộm mới đúng, dám trộm mất nụ hôn đầu tiên của tôi. Rồi sau đó, chỉ cãi nhau đúng một lần, hai đứa chia tay. Tình yêu đến thật nhanh và đi cũng nhanh không kém. Tôi không biết tại sao lại thế. Chúng tôi đã từng có những phút giây rất hạnh phúc, thế nhưng lại không thể vượt qua được giai đoạn giận dỗi nhau. Tôi đã nghĩ quá nhiều về những cảm xúc tiêu cực của mình trong giai đoạn giận nhau mà không hề nghĩ tới cô ấy. Khi cô ấy nói chia tay, tôi cũng dễ dàng chấp nhận. Rồi cô ấy không hỏi tôi tại sao lại chấp nhận dễ dàng như vậy, mà cứ thế chúng tôi rời xa nhau. Đến mãi sau này, khi đã trải qua nhiều mối tình, tôi mới hiểu được những điều xảy ra trong mối tình đầu tiên này. Tôi chưa biết yêu, tôi chỉ là mới chạm vào tình yêu, chứ chưa sống đúng với thứ gọi là tình yêu. Vài năm sau thì cô ấy vẫn mời tôi tới dự đám cưới. Cô ấy và chồng sắp cưới tới tận nhà mời tôi, họ vui vẻ và coi tôi như là một người anh. Tôi đồng ý tới dự. Tôi đi một mình và tới xem người yêu cũ làm đám cưới. Tôi thấy thật vui vì cô ấy đã có một người chồng tốt, một tương lai tươi sáng. Còn tôi thì sao? Khi ấy tôi vừa đánh mất người con gái mà tôi yêu nhất, người con gái mà tôi sẽ kể trong phần sau. To be continued. Hết phần 9, 22 tháng 12 năm 2020. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!